Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Hôm nay thì Nhật Thanh xin giới thiệu cây đậu biếc tới tất cả mọi người. Nói tới cây đậu biếc này á, thì nhiều khi á, tại vì bên Việt Nam mình á, thường thường mình thấy thông dụng nhất là chỉ có một màu thôi, đó là một màu xanh. Nhưng mà cây hoa đậu biếc nha quý vị, nó có rất là nhiều màu. Màu đỏ nè, màu vàng nè, màu tím nè, màu trắng, rồi màu xanh. Nói chung rằng nó có khá nhiều màu. Như hiện tại ở đây á, quý vị thấy Nhật Thanh có cái bông màu trắng nè, rồi cái bông màu xanh, và nó có bông một lớp với lại nhiều lớp nha quý vị. Nói tới cái bông nhiều lớp á, thì Nhật Thanh thấy á, nó đẹp hơn. Còn cái bông một lớp á, thấy nó giống như là cảm giác như là nó mỏng manh hơn. Để á, Nhật Thanh cho mọi người xem. Phải nói rằng bây giờ vườn của Nhật Thanh á, là bông đậu biếc á, nó mọc đầy luôn, và cái hạt nó cứ bay tùm lum sân á, trong sân của mình. Nên trong sân của Nhật Thanh bây giờ chỗ nào cũng là hoa đậu biếc hết trơn. Ở đây á, là cái chậu hoa đậu biếc màu trắng đầu tiên mà Nhật Thanh trồng. Còn cái chậu này nè, mình trồng hoa màu xanh mà riết sao ra giờ thành màu xanh màu tím, tại cái hạt nó bay tùm lum hết trơn quý vị. Thì á, cái bông một lớp nè quý vị thấy nè, một lớp màu trắng, một lớp màu xanh. Nhưng mà khi á, cái bông á, nó nhiều lớp á, nó đẹp như vậy nè quý vị, nhìn nó đẹp lắm. Bởi vậy Nhật Thanh á, thích nó nhiều lớp hơn. Với lại khi á, mình pha cái nước nó ra, cái màu nó cũng đậm đà hơn một lớp, mà nó nhiều hơn. Giống như chẳng hạn đi, Nhật Thanh nói đi, cái bông một lớp này á, mình trồng, mình pha, thì mình phải cần nhiều bông thì nó mới ra được cái màu đẹp. Nhưng mà chính vì nó có nhiều lớp như vậy á, nó gấp 2, gấp 3 lần cái bông bình thường của mình. Bởi vậy Nhật Thanh thích trồng cái này hơn. Thì ở đây quý vị thấy, mà khi mình trộn lẫn hai cái cây á, cái màu xanh với cái màu trắng á, mình trồng chung với nhau, nó mọc rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà mình lấy hạt giống á, là có lẽ rằng á, mình lấy hên xui á nha, hên xui. Bởi vậy Nhật Thanh chia riêng ra cái chậu á, màu xanh trắng mình trồng chung ở đây, màu trắng này trồng riêng nè. Mà quý vị biết nó bay, chút nữa Nhật Thanh cho coi đó, cái vàng ha, hoa đậu biếc nó bên kia nữa nè. Nói tới cái cây hoa đậu biếc này á, thì mình trồng như thế nào? Quý vị biết rằng cái cây này á, thường thường mình để ý đi, những cái cây hoa đậu biếc này, những cái cây nào mà nó có bông nhiều á, quý vị mà trồng ở trong mát thì nó sẽ ra bông rất là ít. Bởi vậy á, mình phải trồng dưới cái ánh nắng mặt trời thì cây nó mới ra bông được nhiều. Mà khi trời nắng gắt quá, những cái bông này nó mau héo lắm quý vị. Nó mau héo mà trời mát mát á, thì cái bông nó được lâu hơn. Thì hôm bữa nó đây nó nở nhiều lắm. Mọi quý vị thấy bây giờ hạt giống nè, quá trời luôn. Nhưng mà nếu mà ai xin hạt giống Nhật Thanh á, thì hiện tại Nhật Thanh chưa có nha. Tại vì mấy cái hạt này nó chưa có khô á, nên mình không có thu hoạch được, chưa có thu hoạch được. Khi mình trồng cây hoa đậu biếc này á, thì mình có hai cách lựa chọn. Một là mình trồng ở dưới đất, hai là mình trồng ở trong chậu. Như Nhật Thanh á, bên kia thì mình trồng bên chậu để mình chở qua bên kia. Còn nói tới phân, mình sử dụng loại phân gì để chăm sóc cây hoa đậu biếc này, thì Nhật Thanh á, mình xài phân giống như là bình thường lắm quý vị. Giống như là Nhật Thanh á, bón cây rau quả trong vườn của mình như thế nào, thì á, mình bón những cái cây hoa đậu biếc này y chang như vậy. Và Nhật Thanh á, chỉ bón phân thiên nhiên thôi. Tại vì á, những cái này á, là mình ngắt cái hoa mình sử dụng giống như là thức ăn, đồ uống. Thì bởi vậy á, Nhật Thanh á, bón phân thiên nhiên. Và mình chỉ bỏ thêm muối Epsom chút xíu, để cho giống như mỗi tháng mình bỏ một lần thôi, để cho nó giống như là nó ra được nhiều, nhiều bông hơn. Và phải nói rằng cái bông á, nó mọc ở dưới đất nha quý vị. Phải nói
cái lá nó cũng bự hơn và cái bông nó bự hơn. Nè, như quý vị thấy ở đây nè, những cái bông của Nhật Thanh trồng ở dưới đất á, thì nó được bự hơn, nó được tốt hơn. Mà cái cây này nha, Nhật Thanh nó không có bón phân nữa. Mình để ở dưới đất mà mình không có bón phân mà nó vẫn phát triển tốt. Thì cái cây này á, Nhật Thanh để riêng, tại vì nó màu xanh mà hai lớp á, nên mình để riêng để lấy hạt giống. Chứ để chung với lại những cái cây kia á, thì nó lẫn lộn, Nhật Thanh lấy không được, tại mình lấy không có đúng. Nè, nó mọc dễ thương lắm quý vị. Nó rớt cái nhánh bông, nó rớt cái nhánh bông xuống dưới đây này, dễ thương dễ sợ luôn. Mà hồi sáng sớm á, Nhật Thanh ra nó nở nhiều lắm, nó nở nhiều mà đẹp lắm. Nhưng mà tới khi mà giờ Nhật Thanh về, bây giờ là buổi chiều nắng gắt rồi, thì có một số bông nó bị héo, nó bị héo đi. Nè, dễ thương dễ sợ luôn quý vị. Và nó mọc nguyên một hàng dài từ đó cho tới đây luôn. Mà hôm bữa nó nở rực ha, mà Nhật Thanh á không có quay kịp á, nên á bây giờ quý vị, bởi vì quý vị thấy cái hạt giống nhiều lắm. Khi nói tới những cái cây hoa đậu biếc này á thì nó rất là thích nước nha quý vị. Bởi vậy á, Nhật Thanh hay tưới nước hàng ngày. Nhưng mà đặc biệt những cái cây trong chậu này á, thì nó hay mau khô lắm. Nó mau khô, bởi vậy á, Nhật Thanh phải tưới hàng ngày. Nhưng mà những cái cây ở dưới đất á, thì nhiều khi á, dài ngày Nhật Thanh mới tưới một lần lận. Mình không có cần phải tưới hàng ngày. Bởi vậy cái cây trong chậu lúc nào mình cũng phải chăm sóc kỹ hơn. Còn nói tới lợi ích của cây hoa đậu biếc này á, thì Nhật Thanh phải nói rằng á, mình muốn nói đầu tiên á, mà các chị em gái mình thích đó là gì? Đó là cái cây này á, nó có chất chống oxy hóa rất là cao quý vị. Bởi vậy nó làm cho làn da của mình rất là đẹp. Và ngoài cái việc đó thì nó giúp cho máu huyết lưu thông lên đầu nè, lên não, lên cái da đầu của mình được tốt. Bởi vậy á, tóc của mình sẽ khỏe mạnh hơn và ít rụng. Không phải là không rụng nha quý vị, chỉ ít rụng thôi. Và nó giúp cho cái bộ não của mình, chẳng hạn như Nhật Thanh đi, có cái tật hay quên mình nói cái gì á, khoảng chừng 1 phút hay 2 phút sau là Nhật Thanh đã quên mất đất. Nhiều khi vài chục giây rồi mình nói cái mình quay qua là mình đã quên mất tiêu rồi. Bởi vậy nó giúp cho cái trí nhớ của mình được tốt hơn. Ngoài ra thì chẳng hạn như mình làm việc đi, một ngày mình căng thẳng trong cái đầu óc của mình, thì cái hoa đậu biếc này nó sẽ làm giảm cái căng thẳng trong cái đầu óc, giảm stress. Nhưng mà có một điều Nhật Thanh muốn lưu ý á, là cái bông này nè, khi mà Nhật Thanh uống vô khoảng chừng 15 phút sau hay là nửa tiếng sau là mình hay bị buồn ngủ. Bởi vậy á, quý vị nào chẳng hạn như mình hay lái xe nè, hay là mình làm việc trong văn phòng, thì mình tránh dùng những cái hoa đậu biếc này. Mình chỉ dùng vào khi nào mình ở nhà, mình rảnh rỗi thì mình dùng thôi. Chứ khi mà mình lái xe, mình làm việc thì mình không có nên sử dụng nó. Thì ngoài giảm cái căng thẳng ra thì nó giúp cái con mắt của mình được khỏe mạnh hơn, và cái hệ thống tiêu hóa của mình nó được mạnh hơn. Và quý vị biết rằng cái hoa đậu biếc này á, nó sẽ làm giống như là cân bằng đường huyết trong người của mình nè. Rồi nó giúp giống như là những cái mỡ trong máu xấu giảm bớt, và nó hạ cái huyết áp của mình xuống. Giống như là mình bị cao huyết áp thì nó giúp hạ xuống. Thì chính vì nó giúp những cái điều đó nên cái tim mạch của mình được khỏe. Giống như là mình bị tim mạch nhiều khi là do bị giống như là nghẹt ven tim, hay là mình cao huyết áp này nọ. Nhưng mà nhờ mình uống những cái hoa đậu biếc này, nó làm giảm những cái tình trạng đó, thì tim của mình sẽ khỏe ra. Và Nhật Thanh cũng xin nói rằng, tuy rằng mình biết cái bông hoa đậu biếc này á, nó tốt, cái gì cũng vậy quý vị, rau nào cũng tốt, cây nào cũng tốt, mọi thứ nó có cái tốt khác nhau. Nhưng mà mình tránh lạm dụng nó. Như Nhật Thanh sử dụng á, chẳng hạn như một tuần á, mình sử dụng khoảng chừng 2 hay 3 lần thôi. Thì thường thường á, người ta pha, Nhật Thanh thấy á, bỏ nguyên một cái muỗng teaspoon, giống như là muỗng cà phê, cái bông khô này nè, vô trong cái ly nước nóng.
Nhưng mà Nhật Thanh thấy không có cần bỏ nhiều như vậy đâu, mình uống chừng nửa muỗng thôi, tại vì cái bông khô á nó rất là nhiều, nó rất là nhiều. Bông trắng cũng uống được nha quý vị, mà bông xanh cũng uống được nữa. Mà Nhật Thanh thấy á, cái bông hai lớp á, khi mình pha ra cái màu nó được đậm đà và nó đẹp hơn. Thôi Nhật Thanh xin ngưng video ở đây và xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video ngày hôm nay và xin hẹn tất cả kỳ sau. Bye bye mọi người nha. Ở đây á, thì Nhật Thanh có một cái số bông phơi khô sẵn nè, mình cất mình để dành. Và mỗi lần mình pha chút xíu nha quý vị, mình bỏ vô trong đây. Nhật Thanh bỏ vài cái bông tươi vô trong đây luôn. Thường thường á, Nhật Thanh á, thích uống tươi hơn là uống phơi khô quý vị. Tại vì mình có tươi thì mình xài tươi thôi. Quý vị thấy cái ly này nó màu xanh. Nó màu xanh nha. Thì chút nữa Nhật Thanh nặn một miếng chanh vô thì nó sẽ đổi màu, nó thành một cái màu khác. Đây chanh đây nè, mình dắt mình bỏ vô. Thì quý vị thấy nè, nó đổi màu nè, thành một cái màu tím rất là đẹp. Nó đổi màu nè, đẹp ghê luôn. Cái này mình bỏ miếng mật ong vô mình uống á.